Nóng rực, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức, lý do bị hất bay ghế được phơi bày. Đặng Trung Hoành đã khai ra hết, Tổng Trọng lắc đầu. Thưa quý vị, thật khó tin khi mà trong một nhiệm kỳ lại có hai ủy viên Bộ Chính trị ngồi ghế Chủ tịch nước nhưng phải xin từ chức. Lại càng khó tin hơn khi mà trong vòng 13 tháng tại khóa 13 lại có đến hai ông Chủ tịch nước bị ngã ngựa. Những chuyện khó tin này nay mai sẽ trở thành sự thật. Trước thông tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thôi chức khiến rất nhiều người dân xôn xao, thì từ ngày 13 tháng 3 năm 2024, Bộ Chính trị cũng đã nhóm kín. Tại đây, sau báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an, các ủy viên Bộ Chính trị dự họp đã thảo luận sâu sắc và nhất trí, khuyên nhưng đúng ra là buộc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải làm đơn xin thôi tất cả các chức vụ như Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Nguyên nhân vì sao nên nỗi này? Theo dự tin thì năm 2011, khi đang là Ủy viên Trung ương khóa 11, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Võ Văn Thưởng được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thay cho Nguyễn Hòa Bình về nắm Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Năm 2012, Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, con nuôi Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương khóa 11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trúng thầu dự án tuyến đường bờ Nam sông Trà Khúc có vốn đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng. Các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi sau đây đã đưa ra chủ trương nghị quyết liên quan đến quyết định đầu tư dự án trọng điểm này gồm Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, quê Mang Thít, Vĩnh Long, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi năm 2011 đến năm 2014. Cao Khoa, sinh năm 1954, quê Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 đến 2014. Đặng Văn Minh, sinh năm 1966, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giai đoạn 2010-2015. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, Bộ Công an đồng loạt khởi tố, bắt tạm giam các quan chức lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn. Cũng hôm đó, ở tỉnh Quảng Ngãi, hai ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nghỉ hưu năm 2014 và Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã bị C03 Bộ Công an bắt giam với tội danh nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Ngay trong chiều ngày 8 tháng 3, hai ông Khoa và Minh bị di lý về Hà Nội để giam giữ phục vụ điều tra. Cùng lúc tại Vĩnh Long, Cơ quan Điều tra Bộ Công an cũng bắt giam Đặng Trung Hoành, nguyên ủy viên, Chánh văn phòng huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Có thông tin cho hay Hoành là anh họ ông Thưởng, được kiêm Chủ tịch nước Việt Nam. Thông tin nội bộ mà chúng tôi có được, theo lời khai của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn năm 2012, Đặng Trung Hoành là người đã đứng ra môi giới cho Phúc Sơn nhận được dự án 1.000 tỷ tại Quảng Ngãi. Hoành đã cầm của Hậu số tiền 60 tỷ đồng thời điểm năm 2012. Được biết tại cơ quan điều tra, Đặng Trung Hoành nhận tội nhưng chỉ nhận tội một mình. Tuy nhiên, ông ta không hề khai với cơ quan điều tra về việc ông ta chia chác cho bất kỳ ai số tiền lót tay mà ông ta nhận được từ Tập đoàn Phúc Sơn. Cú ngã được báo trước. Như vậy, chỉ sau hơn một năm nhậm chức, thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào ghế Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng sắp bị phế truất nửa chừng. Dư luận cho rằng ghế Chủ tịch nước có dấp nên có quá nhiều chuyện không hay xảy ra khi ai đó ngồi vào. Năm 2016, sau khi trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, từ Bộ trưởng Bộ Công an, Trần Đại Quang nhảy lên ngồi ghế Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Ngồi chưa được một năm, Trần Đại Quang phát bệnh, phải đi Nhật Bản chữa trị nhưng y tế Nhật cũng đành bó tay. Nội bộ dò dỉ thông tin Chủ tịch Quang bị một căn bệnh lạ. Và tới tháng 4 năm 2021, sau Đại hội 13, được làm nhân sự đặc biệt, ngồi lại ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3, Tổng Trọng đã bàn giao chức Chủ tịch nước cho Nguyễn Xuân Phúc. Tháng 1 năm 2023, trong cuộc tranh giành quyền lực triền miên, gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc bị vướng vào đại án test kit Việt Á. Sau tin đồn chấn động này, ông Phúc phải viết đơn xin từ bỏ chức Chủ tịch nước cùng tất cả các chức vụ trong đảng, rời khỏi chính trường. Đổi lại, ông Phúc được đảm bảo tuyệt đối không hồi tố cùng sự an toàn của vợ con ông. Tháng 2 năm 2023, từ vị trí A5 theo thứ tự quyền lực trong đảng, Võ Văn Thưởng được đưa lên A2 thay Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nắm chức Chủ tịch nước. Có hai nhân sự được giới thiệu lấy phiếu thăm dò tại Bộ Chính trị là Tô Lâm và Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên, đa số phiếu đã dành cho ông Thưởng. Kể từ ngày đó, nhiều thế đánh giá ông Thưởng là ngôi sao sáng giá, xứng đáng tham gia cuộc đua tranh vị trí A1 Tổng Bí thư tại Đại hội 14. Trong số cả trăm ủy viên Trung ương Đảng bị Tổng Trọng và tướng Lâm khui ra, ai cũng có tì vết với vô vàn tội danh, sai phạm như bảo kê, tham nhũng, nhận hối lộ,
vi phạm điều lệ đảng, có vấn đề lý lịch, lập trường quan điểm không rõ ràng, tự diễn biến. Vì thế mà gõ cửa ở đâu thì thêm củi vô lò ở đó. Dư luận xôn xao, bình luận sôi nổi về những biến động từ thông tin này. Tuy nhiên đây chỉ là màn mở đầu cho cuộc đốt lò thanh trừng sạch những sai phạm của các ông quan thần trước thềm đại hội 14. Tới nay, ai sẽ ngồi vào cái ghế Tổng Bí Thư để thay thế Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nắm chức vụ lãnh tụ tối cao của Đảng để giúp đất nước hóa rồng, đó mới là đích ngắm cuối cùng của tứ trụ đang làm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã được Trung ương Đảng cho thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 tại hội nghị bất thường chiều 20 tháng 3. Theo Văn phòng Trung ương Đảng, chiều 20 tháng 3, Trung ương Đảng khóa 13 đã họp hội nghị bất thường xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác của Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Trung ương Đảng cũng đánh giá ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Nóng rồi, rộ tin Tổng Trọng đã ký quyết định phê duyệt người kế nhiệm, cả nước sốc nặng, không ngờ lại là người này, Việt Nam sẽ đi về đâu? Thưa quý vị, lần đầu tiên sau 3 nhiệm kỳ liên tiếp làm Tổng Bí thư, cụ Tổng mới bàn đến vấn đề quy hoạch nhân sự chủ chốt cho khóa sau qua hình thức lấy phiếu tín nhiệm. Nhiều phe cánh đã bày tỏ sự vui mừng trước sự kiện này. Một mặt các thế lực này tung hô bày tỏ mong mỏi ông ngồi mãi, nhưng thực sự liệu có như vậy? Việc ông ngồi quá lâu khiến các phe cánh đều tỏ ra mệt mỏi. Từ khi cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về vườn, một số quan chức đã bày tỏ sự bất mãn với việc đam mê đốt lò của Tổng Trọng. Họ quy ông là diệt tham nhũng quá đà, tội ít tội nhiều cũng vào lò, khiến ai cũng sợ, không dám làm gì. Ngày trước dễ ăn bao nhiêu thì bây giờ càng khó gấp bội. Thậm chí một số người còn cho rằng tham nhũng cũng là một phần phát triển, vì quan chức có chút ăn thì mới có động lực làm, vì thế họ bâu vào đó mà thản nhiên bòn rút của dân đến cạn kiệt. Đến nay, khi thông tin cụ Tổng sắp thoái vị được rộ ra, nhiều vây cánh khắp nơi đã đổ về tranh nhau ngôi vị cao nhất. Cùng lúc, các trang báo mạng cũng rộ lên thông tin cụ Tổng đã ký sắc lệnh bổ nhiệm người kế vị sau lễ nhậm chức. Dù đây là thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng có vẻ nhân dân vẫn đang mong chờ một người thực sự xứng tầm, đủ sức, đủ tài. Cùng chúng tôi phân tích các khía cạnh dưới đây. Hậu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một điều rất đáng quan tâm. Đây chắc chắn là thời kỳ nhiều biến đổi nhất. Còn nhớ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn sau người kế nhiệm là cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, một cuộc thanh trừng lớn xảy ra trong nội bộ Đảng. Hậu Tổng Bí thư Lê Duẩn là cuộc đổi mới đẩy lùi bao cấp. Dù thế nào thì hậu Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ có thay đổi lớn. Chưa biết ra sao, nhưng cảm giác lo sợ tiêu cực nhiều hơn. Cuộc đua Tổng Bí thư của những gương mặt sáng giá. Hơn 20 ngày sau khi nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chưa ký một quyết định kinh tế nào. Trước khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận chức, bà Võ Thị Ánh Xuân ký liên tục những quyết định mang tính khen thưởng như trao tặng huân chương lao động kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, danh hiệu anh hùng lao động trong vòng 20 ngày từ khi nhận chức Chủ tịch nước. Người tiền nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là ông Phúc đã ký nhiều quyết định khen thưởng, đặc biệt trên cương vị tân Chủ tịch nước chỉ sau vài ngày. Ông Phúc còn ký hai quyết định về kinh tế, đó là đồng ý sửa đổi khoản viện trợ số 0550 của Ngân hàng Phát triển Châu Á đối với chương trình đô thị xanh loại 2 và phê chuẩn hiệp định viện trợ dự án hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy chương trình điện mặt trời khỏi viện trợ số 0550 của ADB được dành cho 3 tỉnh là Huế, Hà Giang, Vĩnh Phúc. Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu là chỗ thân tình của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người đã giúp ông trong việc cho công ty Barianchi của Xin đầu tư dự án ở Chân Mây, nâng vốn lên 2 tỷ USD vào năm 2018.
Trước đó, dự án này bị đình trệ do một số vướng mắc, nguy cơ còn bị thu hồi. Bí thư Hà Giang là Đặng Quốc Khánh, nay là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, là con nuôi ông cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là đàn anh của ông Phúc. Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Loan từng bị kiểm điểm ở khóa 12 do trách nhiệm trong những sai phạm về buông lỏng quản lý, dẫn đến nhiều đất đai được cấp không đúng mục đích, giới thiệu nhân sự mang tính cục bộ, không khách quan. Đến khóa 13, con gái bà Loan được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, gây bức xúc dư luận. Ủy ban Kinh tế Trung ương đã vào cuộc và quyết định bổ nhiệm con gái bà bị thu hồi. Bà cũng gây xôn xao dư luận vào tháng 8 năm 2022 khi có một nam cán bộ dưới quyền qua đời tại nhà bà vào ngày Chủ nhật. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng, ông Phúc khen ngợi Vĩnh Phúc hết lời. Ông phát biểu, thành tựu của Vĩnh Phúc là minh chứng sống động cho đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng. Phát biểu năm vào tháng 12 năm 2020, Vĩnh Phúc là tỉnh đi đầu trong phòng chống dịch. Phát biểu tháng 9 năm 2021, mặc dù cả khóa 12-13, Ủy ban Kinh tế Trung ương đều nhắc đến khuyết điểm của bà Loan, nhưng ông Phúc luôn bảo vệ bà Loan bằng những lời khen ngợi. Việc ký quyết định viện trợ số 0550 của ông Phúc khi mới làm Chủ tịch nước mấy ngày để bôi trơn cho ba tỉnh này có vô tư hay không là một câu hỏi quyết định về kinh tế. Trong vòng 20 ngày, ông Phúc nhậm chức Chủ tịch nước là phê chuẩn Hiệp định viện trợ của Ngân hàng Thế giới về hỗ trợ kỹ thuật phát triển điện mặt trời. Đặng Văn Thành, Chủ tịch tập đoàn TTC, đang sở hữu nhiều dự án về điện mặt trời. Ông Thành là chỗ thân tình với ông Phúc nhiều năm như người trong gia đình. Chỉ trong 20 ngày nhậm chức Chủ tịch nước, hoạt động của hai Chủ tịch nước hai kỳ đã có những khác biệt. Cả hai người đều đi từ những cách khác nhau để lên chức Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nặng về đoàn đảng, còn cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì thiên hướng về kinh tế. Như thông lệ chọn Tổng Bí thư, có những quy định đó là người ứng cử phải là người đã ở trong vị trí như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội hoặc có thể là Thường trực Ban Bí thư. Trong ba vị trí này sẽ chọn người có thâm niên ở trong ban chính trị lâu nhất. Lựa chọn như thế sẽ đảm bảo được tính trung thành với lý tưởng của Đảng. Cả ba người là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đều đang ở vị trí bằng nhau về thời gian trong ban chính trị. Cả ba đều vào ban chính trị cùng năm 2016. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là người có độ tuổi lớn hơn hai người còn lại. Hai thời kỳ trước, Tổng Bí thư đều đi lên từ ghế Chủ tịch Quốc hội. Ông có thời gian làm Bộ Tài chính, Tổng Kiểm toán Bí thư Hà Nội, Phó Thủ tướng. Do đặc tính vùng miền và vị trí công tác, ông có nhiều mối quan hệ hơn hai vị còn lại. Từ khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hăng hái hơn. Ông vừa có chuyến đi Bình Thuận khá oai phong. Ông cũng vừa có cuộc điện đàm với ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc ở Trung Quốc, chức vụ như Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Nội dung cuộc điện đàm mang tầm vóc của những người đứng đầu đất nước khi đề cập đến nhiều vấn đề kinh tế, văn hóa, chính trị, chủ quyền biển đảo và mới đây nhất là chuyến thăm Cuba. Chủ tịch Quốc hội được lựa chọn là người chỉ mặt gọi tên cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp ban chính trị đầu tháng 1 năm 2023 và lên tiếng đề nghị ông Phúc phải xin nghỉ vì những liên quan đến vụ Việt Á. Nhìn tổng quan về mọi mặt, Chủ tịch Quốc hội đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Tổng Bí thư. Khi Tổng trọng nghỉ, hầu như các cuộc thanh trừng hoặc kiểm tra từ Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, Ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an đều né tránh những gì liên quan đến Chủ tịch Quốc hội. Việc nhà máy nước sông Đuống được Bộ Tài chính đồng ý cho Vietinbank vay đến 80% vốn, dự định tăng giá nước cho nhà máy này gây ầm ĩ thời gian trước đã được bỏ qua một bên, cùng với việc thanh tra bảo hiểm của đại gia Đỗ Liên cũng bị vào quên lãng. Đến đây phải nói rằng, ai là người kế nhiệm Tổng Trọng là do chính ông quyết định. Người được cục tổng đưa ra giới thiệu chắc chắn sẽ đến 90% giữ chức Tổng Bí thư tương lai. Chủ tịch Quốc hội đang là người có lợi thế nhất, nhưng nếu Tổng Trọng chưa đưa ra giới thiệu tín nhiệm thì mọi lợi thế chẳng nói lên được điều gì. Trong cuộc đua ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư tương lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính được nhận xét hầu như rất ít cơ hội. Trước khi đi đến chức Tổng Bí thư cần phải trải qua nhiều kinh nghiệm, kinh qua nhiều lĩnh vực. Nếu kỳ sau Tổng Trọng không làm chức Tổng Bí thư thì chủ nhân chiếc ghế này vẫn còn là ẩn số. Còn nếu Tổng Trọng hết nhiệm kỳ này về, chắc hẳn ông phải đưa người kế nhiệm ra giới thiệu vào năm sau, tức năm 2024, để kịp bồi dưỡng, vun vén người kế nhiệm, đảm nhận tốt chức vụ của ông, đào tạo ra người lãnh đạo sáng suốt nhất đảng cho dân. Nóng, ba nghi án liên quan đến Võ Văn Thưởng chưa được làm rõ, đã cho về vườn. Tổng Trọng đã buông Lê Minh Hưng để dẹp yên vụ Vạn Thịnh Phát. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp bất thường, đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi tất cả các chức vụ. Này chỉ là sự xác nhận lời đồn đã lan truyền nhiều ngày qua trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt. Theo đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phải từ chức để chịu trách nhiệm về những cáo buộc liên quan đến tham nhũng trong giai đoạn ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011-2014.
ông Võ Văn Thưởng, một nhân tố trẻ, được đào tạo bài bản và được sự nâng đỡ, dìu dắt của ông Tổng Trọng là điều có thật, khó có thể bác bỏ. Bất kể gốc gác của ông Thưởng vẫn là một điều hết sức bí ẩn. Câu hỏi cha mẹ Võ Văn Thưởng là ai đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Dựa vào quá trình thăng tiến nhanh chóng của ông, theo giới quan sát, Võ Văn Thưởng thuộc diện con ông cháu cha là hạt giống đỏ. Một số đồn đoán cho rằng Võ Văn Thưởng có quan hệ huyết thống với cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, một người có quê quán gần huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, chỉ cách nhau một con sông, nhưng không có tài liệu nào xác nhận điều này. Việc ông Võ Văn Thưởng bất ngờ bị đứt gánh giữa đường chỉ sau một thời gian ngắn ngủi ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nước là một điều chưa từng có. Có nhiều suy đoán khác nhau về lý do ông ngã ngựa, nhưng tự chung có thể là ba khả năng sau. 1. Ông Võ Văn Thưởng bị cáo buộc nhận 60 tỷ từ đàn em hay người thân là ông Đặng Trung Hoành, Tránh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông Hoành bị bắt ngày 8 tháng 3, bị cáo buộc là người đã nhận 60 tỷ của Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, để xây nhà thờ tổ cho ông Thưởng ở quê nhà. Đổi lại, tập đoàn Phúc Sơn được bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng ký giao cho các công trình đầu tư với giá trị cả ngàn tỷ đồng vào năm 2012. 2. Vì sự nghiệp chính trị của mình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã bất phân thắng bại một trận với chủ tịch Thưởng. Như vậy Tô Lâm sẽ trở thành một trong tứ trụ hưởng suất đặc biệt và tiếp tục gánh vác trọng trách nặng nề. Khi đó Tô Lâm có thể ngồi lại trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14. Tuy nhiên suy đoán này cần phải tính đến trường hợp một nhân sự quan trọng khác, đó là ai sẽ ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này có ý nghĩa quyết định sự an toàn về sau cho ông Tô Lâm. Đây là điều nằm ngoài khả năng định đoạt của ông Tô Lâm tại thời điểm hiện nay. Thứ ba, đó là ông Võ Văn Thưởng được đánh giá là một nhân vật có tư tưởng cải cách, có xu hướng thân phương Tây. Trong chuyến thăm Trung Quốc cuối năm 2023, ông Thưởng đã có những phát biểu khiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phật ý. Đó có thể là một trong những lý do ông Tô Lâm được bật đèn xanh để hành động. Suy đoán thứ ba tuy là điều khó tin nhưng khả năng cao sẽ là điều có thật. Theo giới quan sát, khi có tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được đánh giá là nhân vật kế cận cho chiếc ghế Tổng Bí Thư thì nhiều ý kiến đã nhận xét rằng Võ Văn Thưởng sẽ rụng sớm. Đó là bài học kinh nghiệm đã rút ra từ các ứng cử viên trước đó như Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc, những người đã ngậm ngùi thôi chức khi chưa kịp cống hiến hết mình. Việc Tổng Trọng chưa thể nghỉ hưu mà muốn cống hiến cả cuộc đời trên ghế Tổng Bí Thư để đảm bảo sự an toàn cho cá nhân, gia đình và cả đất nước là điều có thật. Bởi nỗi ám ảnh cá ăn kiến rồi kiến sẽ ăn cá, và bởi ở vị trí của mình, ông Trọng có nhiều đối thủ là điều hiển nhiên. Một khi nghỉ hưu, khả năng cao là sẽ không thể bình yên dưỡng già. Cho nên việc chọn Võ Văn Thưởng kế nhiệm một phần lớn bởi lý do này. Nhưng đến lúc này, suy đi tính lại, ông Trọng cũng không dám tin ông Thưởng nữa. Bởi vì ông Thưởng đã và đang bị ảnh hưởng bởi luồng tư tưởng mới, mà ngày 25 tháng 4 năm 2023 đã họp và thống nhất ủng hộ Võ Văn Thưởng ngồi lên ghế Tổng Bí Thư. Một nguồn thạo tin nói rằng không ai khác, chính Tổng Trọng là người đồng ý sắp xếp lại vị trí của ông Võ Văn Thưởng để mở đường sửa đổi điều lệ đảng tại Hội nghị Trung ương 9 sẽ họp vào tháng 10 năm 2024, cho phép ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ngồi ghế Tổng Bí Thư nhiệm kỳ thứ tư. Tuy nhiên tính khả tín của tin vừa kể hoàn toàn chưa đáng tin cậy. Đề nghị án dựa cột Trương Mỹ Lan, kế hoạch gian mặt. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã hoàn tất phần luận tội đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Cơ quan công tố TP.HCM đánh giá bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần trong thời gian kéo dài với những thủ đoạn tinh vi, với tội danh truy tố đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình điều tra xét xử, trong khi các bị cáo khác đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan không thành khẩn, khai báo quanh co, luôn đổ lỗi cho cấp dưới. Báo Thanh Niên ngày 20 tháng 3 đưa tin, bị cáo Trương Mỹ Lan sốc khi nghe đề nghị mức án dựa cột. Bản tin cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã đề nghị buộc bị cáo Trương Mỹ Lan chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là 677.286 tỷ đồng và toàn bộ số tiền lãi phát sinh theo quy định pháp luật. Đánh giá hành vi phạm tội của bà Lan gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và không có khả năng thu hồi tài sản cũng như tiền bạc, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên án dựa cột tội tham mô tài sản, 20 năm nhà đá tội đưa hối lộ, 19-20 năm nhà đá tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với bà Lan. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cơ quan công tố đề nghị dựa cột. Vẫn theo báo Thanh Niên, luật sư bào chữa cho bà Lan cho hay khi bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án dựa cột, bà Lan đã ngã quỵ và được công an dìu cho ngồi xuống. Theo luật sư Hai Nguyễn nhận xét, không ai có thể tin từ nữ thương nhân bán vải bình thường để bà Trương Mỹ Lan trở thành người sở hữu một khối tài sản trị giá hàng tỷ đô la Mỹ thông qua việc lũng đoạn toàn bộ hệ thống ngân hàng nhà nước trong hàng chục năm đã gây ra thiệt hại hàng trăm ngàn tỷ. Facebooker Trần Đê Đê cho rằng nếu không có sự giúp đỡ, ăn chia từ người có quyền lực
thì không có doanh nghiệp nào có thể lũng đoạn, lừa đảo được. Cái sai đầu tiên là từ những quan chức lãnh đạo các cấp trong bộ máy nhà nước đã tiếp tay và dung túng cho bà Trương Mỹ Lan phạm tội để hưởng lợi. Một nguồn tin tiết lộ, trước khi xử vụ Vạn Thịnh Phát, có người đã khẳng định, theo nghị quyết của Bộ Chính trị, chắc chắn sẽ không có án dựa cột. Theo đó, mức án được đưa ra là để tạo áp lực, buộc các bị cáo phải nộp tiền khắc phục hậu quả, cũng như tích cực chạy án. Nguồn tin còn khẳng định chắc chắn 100% là sẽ chẳng có án dựa cột nào cả. Trước khi nghị án, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cần loại khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn đối với các bị cáo Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc SCB, Tạ Chiêu Trung, nguyên thành viên hội đồng quản trị SCB. Nhưng chỉ sau đó ít giờ, trong phần nghị án của đại diện Viện Kiểm sát lại hoàn toàn không phải như lời trước đó. Công luận thấy rằng phải chăng đó là những dấu hiệu cho thấy những nỗ lực giải cứu cho bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm có khả năng sẽ bị chặn đứng. Việc các cơ quan tư pháp đề nghị dựa cột đối với bị cáo Trương Mỹ Lan rõ ràng đã tạo ra một sự chấn động về mặt tâm lý, đến mức bị cáo Lan suýt ngất tại tòa. Đây cũng là những cảnh báo để thấy thế lực chính trị cao cấp chống lưng và đang chạy tội của bà Lan đã mất thế thượng phong. Điều đó có tác dụng thúc đẩy bà Trương Mỹ Lan để cứu mình, sẽ khai hết trước tòa về tất cả những chứng cứ liên quan đến những nhân vật cấp cao nhúng chàm. Ví dụ như bà đã từng đưa quà biếu cho những ai, đứng tên cổ phần SCB giúp ai để được hưởng lượng khoan hồng. Theo giới phân tích, có thể trong những ngày tới đây, danh sách những lãnh đạo cấp cao có liên quan Vạn Thịnh Phát không chỉ trong hệ thống ngân hàng nhà nước mà cả các bộ, ngành cũng như các cơ quan của đảng sẽ được bạch hóa. Đây là cú tấn công quyết định của các cơ quan trong hệ thống tư pháp đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bởi vì ông Trọng đang giữ trọng trách nặng nề. Càng có nhiều đồng chí bị khui ra thì càng minh chứng rằng bộ máy ông Trọng đang quản lý có khi nào đang có lỗ thủng nghiêm trọng. Liệu cụ tổng có đủ sức gánh vác, đặc biệt là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, một người được cho là tay hòm chìa khóa của Tổng Bí thư, cũng không tránh khỏi được trách nhiệm của người đứng đầu. Khiếp, dục dịch tin đồn bà Trương Thị Mai từ chức, trùng khuấy quyết dành suất đặc biệt vào tứ trụ, quật ngã hết các chân trụ quanh Tổng Trọng, đốt lò hoành tráng, cụ tổng có giữ được nhân tài. Nhiều năm qua trên mạng xã hội, chúng ta vẫn thường thấy một bộ phận các thanh niên nói rằng Việt Nam không có văn hóa tử chức, các ông quan tham lũng đoạn đất nước mà chẳng gặp vấn đề gì. Xin khẳng định luôn, đấy là những người không bao giờ quan tâm đến chính trị Việt Nam, hoặc không biết gì, hoặc cố tình tỏ ra không biết nên họ mới có thể phán xét một cách phiến diện đến như vậy. Tất nhiên, không phủ nhận rằng đất nước chúng ta vẫn còn những cán bộ biến chất, yếu kém trình độ làm cho người dân bức xúc, nhưng đừng nói là họ đã an toàn, đang an toàn hoặc sẽ an toàn. Hãy nhìn cuộc đốt lò vĩ đại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thấy các vị quan chức làm sai trái đang run rẩy đến mức độ nào. Ngày hôm qua, thông tin liên quan đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khiến cho cư dân mạng một phen xôn xao và ông đã là vị Chủ tịch nước thứ hai phải rời bỏ vị trí cả đời phấn đấu sau ông Nguyễn Xuân Phúc trước đó. Quyết định chấn động này xuất phát từ cuộc họp Quốc hội bất thường ngày hôm qua. Theo đó, căn cứ Hiến pháp Luật Tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp diễn ra trong buổi sáng tại nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội. Tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về việc thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ. Tính từ đầu khóa 15 cho đến nay, Quốc hội đã tổ chức thành công 5 kỳ họp bất thường. Gần đây nhất, đầu năm 2024, Quốc hội đã quyết sách hàng loạt những vấn đề hệ trọng tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Trước đó, vào tháng 1 năm 2023, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố từ chức trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Theo các thông tin được đồn đoán, ông Phúc từ chức để chịu trách nhiệm chính trị do một số thành viên thuộc chính phủ ông Phúc bị kỷ luật và bị bắt. Trong đó có hai bê bối lớn, đó là vụ việc trục lợi từ các chuyến bay đưa công dân về nước ở đại dịch Covid-19 và đặc biệt là vụ nâng khống giá kit test của Việt Á. Vậy câu hỏi mà nhiều người thắc mắc là giai đoạn này sai phạm của ông Võ Văn Thường là gì mà nghiêm trọng tới vậy? Chúng ta rõ ràng không thể biết được chi tiết, nhưng đây cũng chính là một lời cảnh tỉnh đến những vị quan tham nhũng, cán bộ quyền cao chức lớn nhưng lại đang làm những câu chuyện vi phạm và sai phạm. Nếu không làm đúng theo lương tâm, họ rất dễ phải sống nốt phần đời còn lại trong ăn năn, thậm chí là ngồi tù. Qua mặt Tổng Trọng, tại sao chùm cuối phải dập Chủ tịch nước Võ Văn Thường vào lúc này? Các diễn biến dồn dập những ngày qua cho thấy việc Chủ tịch nước Võ Văn Thường ngã ngựa là sự thật. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, ông Thường từ một chính khách trẻ được đào tạo bài bản, đích thân Tổng Trọng dìu dắt và có tiền đồ rộng lớn đã trở thành người bị Trung ương Đảng miễn nhiệm, bị Quốc hội bãi nhiệm và buộc phải về hưu sớm. Câu hỏi, ai sẽ là người thay Chủ tịch nước Võ Văn Thường được công luận hết sức quan tâm. Dù rằng chiếc ghế Chủ tịch nước bị đánh giá thấp trong tứ trụ, song trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14, ghế Chủ tịch nước một trong tứ trụ cho phép chủ nhân được hưởng suất đặc biệt, được phép ở lại nhiệm kỳ sau dù đã quá tuổi theo quy định. Đối chiếu với quy định số 214 QĐTU ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị cho thấy, hiện nay chỉ có hai ứng viên đủ tiêu chuẩn ngồi vào ghế Chủ tịch nước, đó là bà Trương Thị Mai và ông Tô Lâm. Theo giới phân tích, khả năng cao Bộ trưởng Tô Lâm sẽ giành được chiếc ghế Chủ tịch nước sau Hội nghị Trung ương 9 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thường hiện là nhân vật số 2 trong bộ máy lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng. Ông Thường được đánh giá là một nhân vật trẻ tuổi và thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một câu hỏi đặt ra, tại sao chùm cuối vụ này lại bắt ông Thường ra đi ngay trước cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14? Được biết, Hội nghị Trung ương 9 sẽ giải quyết nhiều việc quan trọng như giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, bầu bổ sung các ghế Ủy viên Bộ Chính trị bị khuyết, kể cả chọn nhân sự cho chức vụ Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Theo giới phân tích, đây được xem là cơ hội duy nhất và cuối cùng để Bộ trưởng Tô Lâm có thể trở thành nhân sự đặc biệt ở lại Đại hội 14 hay không. Ông Bộ trưởng Tô Lâm sinh tháng 7 năm 1957, sẽ 68 tuổi, ông sẽ quá tuổi theo quy định. Vì vậy, nếu không trở thành Chủ tịch nước trong thời điểm này, thì Bộ trưởng Tô Lâm sẽ bắt buộc phải từ giã chính trường để nghỉ hưu sau Đại hội Đảng lần thứ 14 tháng 1 năm 2026. Giới phân tích chính trị Việt Nam dự báo, từ nay đến Hội nghị Trung ương 9 sẽ có những thay đổi lớn và bất ngờ trong thượng tầng chính trị Việt Nam, đặc biệt là vai trò của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một nhân vật siêu quyền lực sẽ tiếp tục tỏa sáng và bao trùm lên thượng tầng chính trị Việt Nam. Thông qua chiến dịch bắt giữ các sân sau của các đối thủ chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm cao tay hơn các đối thủ chính trị của mình. Ngoài Bộ trưởng Tô Lâm có thể ngồi ghế Chủ tịch nước thì có thể nói đến bà Trương Thị Mai. Bà là người phụ nữ nắm vị trí quyền lực cao thứ nhì trong lịch sử Đảng Cộng sản, chỉ sau bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà Ngân từng vào đến tứ trụ với vị trí Chủ tịch Quốc hội, còn bà Mai thì vào được nhóm lãnh đạo chủ chốt gồm 5 người ở vị trí cao nhất với chức vụ Trưởng ban Bí thư. Thật ra, bà Mai được Tổng Trọng ưu ái giao cho chức này, thời điểm ông Võ Văn Thường nhậm chức Chủ tịch nước và chiếc ghế Thường trực Ban Bí thư bỏ trống. Cách đây một năm, rất nhiều người muốn vào nhưng Tổng Trọng nhất quyết chọn bà Mai, bởi lúc đó Tổng Trọng không tin được ai hơn bà Mai. Một nguồn thạo tin cho hay, việc ông Võ Văn Thường từ chức đã khiến bà Mai không thể chịu đựng được và viết đơn từ chức. Dù bà Mai làm chính trị nhưng là phụ nữ, bà cũng có phần yếu đuối hơn những đấng mày râu. Trong cuộc họp bất thường của Bộ Chính trị mới đây, bà Trương Thị Mai đã đệ đơn xin từ chức. Bà phát biểu, tôi rất đau buồn cho đất nước, tại sao gia tăng bắt bớ để tranh giành quyền lực và tống cán bộ và doanh nghiệp vào nhà tù. Hiện thông tin này chỉ là tin đồn, nhưng nếu bà Trương Thị Mai rút đi thật sự thì Bộ Chính trị có thêm hai ghế trống, đó là ghế Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Thường trực Ban Bí thư. Việc bà Mai từ chức sẽ khiến ông Trọng khó đỡ. Dư luận cho rằng hiện Tổng Trọng chưa có giải pháp ngay nên chưa thể đồng ý cho bà Mai rút. Bà Trương Thị Mai ngồi lại là một giải pháp cứu cho Tổng Trọng khỏi bị mất thêm ghế. Không rõ liệu Tổng Trọng có thuyết phục được bà Mai ở lại hay không, và nếu trong trường hợp bà Mai ở lại thì liệu chùm cuối có tung đòn với bà như đã làm với ông Thường hay không, và liệu sau những lần đốt lò hoành tráng, Tổng Trọng có giữ được nhân tài bên cạnh mình. Tuy nhiên, hiện tại thông tin bà Mai từ chức vẫn là tin đồn chưa được xác nhận, nên quý vị có thể tin hoặc không, mọi việc vẫn chờ cụ Tổng ra tay. Năm kịch bản cho tương lai Việt Nam khi có tân Chủ tịch nước, có Bắc Kinh ủng hộ, Tô Lâm sẽ xóa được dớp 13 tháng. Vậy là đúng như đồn đoán trước đây, ông Võ Văn Thưởng đã trả lại ghế Chủ tịch nước chỉ sau hơn 13 tháng nắm quyền, một điều hết sức bất thường. Báo Dân Trí đưa tin, Trung ương đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước. Bản tin cho biết, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp về việc cho thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch nước.
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Xét nguyện vọng cá nhân và những vi phạm của ông Thưởng, Trung ương đồng ý để ông thôi giữ tất cả các chức vụ. Theo giới phân tích, có đến 2 chủ tịch nước bị phế truất trong hơn 1 năm, đồng thời tổn thất đến 4 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị, 20 trên 200 ủy viên Trung ương Đảng, khi nhiệm kỳ khóa 13 của Đảng mới chỉ đi được 3/5 thời gian. Điều đó cho thấy chất lượng công tác cán bộ của người đứng đầu Đảng là ông Nguyễn Phú Trọng rất có vấn đề. Những lý do khiến ông Võ Văn Thưởng thôi chức lần đầu tiên được xác nhận một cách chính thức. Trong bài phân tích của tác giả Lê Hồng Hiệp đăng trên trang mạng với tiêu đề Hai chủ tịch nước bị phế truất trong 1 năm, triển vọng chính trị nào cho Việt Nam? Theo đó, ông Thưởng được cho là có dính líu đến vụ bê bối hối lộ liên quan đến nhà phát triển bất động sản địa phương Phúc Sơn, hiện đang bị truy tố về các tội tham nhũng khác nhau. Các nguồn tin không chính thức nhưng đáng tin cậy cho biết, trong thời gian ông còn giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, giai đoạn 2011-2014, một người thân của ông Thưởng đã nhận 60 tỷ đồng, tương đương 2,4 triệu USD theo tỷ giá hiện hành, từ Phúc Sơn, được cho là đã hối lộ cho ông Thưởng để xây dựng nhà thờ tổ của mình. Điều này là hoàn toàn phù hợp với những đồn đoán trước đó. Vẫn theo ông Lê Hồng Hiệp, sự ra đi của ông Thưởng sẽ gây ra mối lo ngại cho các nhà đầu tư và vấn đề sức khỏe của Tổng Trọng cùng với nhân sự kế nhiệm chưa được lựa chọn có thể sẽ làm gia tăng đấu đá chính trị trong nội bộ của Đại hội Đảng Toàn quốc kế tiếp vào đầu năm 2026. Quan trọng hơn, điều này càng gia tăng sự e ngại của các nhà đầu tư. Theo giới phân tích, việc ai sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng chủ tịch nước mà ông Thưởng để lại có ý nghĩa lớn, đặc biệt trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư thay thế cho ông Trọng đang diễn ra rất quyết liệt hiện nay. Các ứng cử viên đủ điều kiện thay thế ông Thưởng gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bộ trưởng Tô Lâm và bà Trương Thị Mai được cho là những ứng viên có đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên ở Việt Nam chưa có tiền lệ phụ nữ giữ chức chủ tịch nước và điều này có thể trở thành trở ngại đối với bà Mai. Hơn nữa bà Mai cũng dính đến những cáo buộc liên quan tham nhũng xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng. Facebooker Hoàng Dũng đã đặt câu hỏi rằng liệu bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận có khai với anh Tô Lâm chuyện xây nhà, mua nhà cho thường trực ban bí thư Trương Thị Mai không? Do vậy khả năng cao là ông Tô Lâm sẽ ngồi ghế chủ tịch nước. Điều này cho phép ông tìm kiếm một suất ngoại lệ khi ông đã quá tuổi để ở lại Đại hội 14. Dù rằng ghế Bộ trưởng Bộ Công an hiện tại của ông Tô Lâm là một chiếc ghế siêu quyền lực. Do đó, vấn đề quan trọng nhất vẫn là ai sẽ ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Công an thay cho ông Tô Lâm? Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc hay Phan Đình Trạc sẽ là nút thắt của vấn đề. Một nguồn thạo tin từ Hà Nội tiết lộ cho biết hiện nay Tô Lâm không còn giấu giếm tham vọng trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình chính trị của Trung Quốc như Tập Cận Bình. Điều này năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng đã áp dụng. Xin nhắc lại, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có mối quan hệ đặc biệt và được ban lãnh đạo Bắc Kinh hết sức ủng hộ. Tới đây, nếu ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chính trị Việt Nam sẽ càng gắn chặt với Trung Quốc và tương lai Việt Nam sẽ ra sao thì ai cũng rõ. Tuy nhiên, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên và sau đây là 5 kịch bản cho Tô Lâm sau khi ông Võ Văn Thưởng về vườn. Ngày 20 tháng 3, Trung ương Đảng nhóm họp để cho ông Võ Văn Thưởng thôi hàng loạt các chức vụ mà ông đang nắm giữ. Cũng kỳ họp này, Trung ương Đảng biểu quyết thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy, cựu chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, người vừa bị ông Tô Lâm bắt sống trước đó không lâu. Tiếp đó, ngày 21 tháng 3, Quốc hội họp phiên bất thường lần thứ 6 của khóa 15 để thực hiện những gì mà Trung ương Đảng đã quyết trước đó một ngày, bỏ phiếu cho thôi chức chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng. Còn nhớ vào năm ngoái, cụ thể là ngày 18 tháng 1 năm 2023, Quốc hội cũng đã họp phiên bất thường để tiến hành miễn nhiệm chức chủ tịch nước và cho thôi vai trò đại biểu Quốc hội của Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng đến ngày 2 tháng 3 năm 2023, Quốc hội mới bầu chủ tịch nước mới. Như vậy, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời ghế, các bên đã đùn đẩy nhau đến 45 ngày sau mới ngã ngũ. Lần này lại khác, ông Thưởng rời ghế vào lúc đã gần đến thời điểm tổ chức Đại hội 14, chỉ còn khoảng 1 năm rưỡi nữa. Đây là khoảng thời gian các bên đấu nhau dữ dội nhất để giành ghế. Tô Lâm muốn vào tứ trụ để hưởng suất đặc biệt, nhưng ông cũng muốn an toàn khi ngồi vào ghế này, chứ không lắm rủi ro như 4 đời chủ tịch nước trước đó. Bản thân ông Tô Lâm thì rất tham vọng và thâm sâu. Trước khi ngồi vào ghế chủ tịch nước, ông phải bố trí cho được để các đồ đệ Hưng Yên của ông ngồi vào những chiếc ghế có thể hỗ trợ quyền lực cho ông. Nếu ngã giá được những vị trí mà ông nhập đến thì ông Tô Lâm có thể an tâm. Nếu không thì một khi ông đã ngồi vào ghế chủ tịch nước sẽ rất là nguy hiểm. Ông có thể gặp đại họa như ông Trần Đại Quang. Có 5 kịch bản cho ông Tô Lâm, trong đó có 3 kịch bản thành công và 2 kịch bản thất bại. Kịch bản thứ nhất, ông Tô Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước. Ông Lương Tam Quang ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Duy Ngọc ngồi vào ghế trưởng ban tổ chức Trung ương.
Nếu kịch bản này xảy ra thì đây là thắng lợi to lớn cho nhóm Hưng Yên. Khi đó ông Tô Lâm hoàn toàn có thể thâu tóm cả hai chức chủ tịch nước và tổng bí thư, đồng thời kiểm soát hết phần còn lại. Kịch bản thứ nhì, Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước, ông Lương Tam Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc ngồi ghế bộ trưởng Bộ Công an. Tuy không hoàn hảo như kịch bản thứ nhất, nhưng kịch bản này cũng mang lại lợi thế lớn cho ông Tô Lâm, bởi vì khi đó ông Tô Lâm vừa có chân trong tứ trụ, vừa kiểm soát Bộ Công an. Kịch bản thứ ba, ông Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước, ông Nguyễn Duy Ngọc ngồi ghế trưởng ban tổ chức trung ương, nhưng Bộ Công an lại rơi vào tay nhóm Nghệ An. Kịch bản này cũng không tệ, bởi khi đó ông Nguyễn Duy Ngọc hoàn toàn có thể dùng hồ sơ đen để thuyết phục các đồng chí trong Bộ Chính trị và trong Trung ương Đảng bỏ phiếu cho Tô Lâm. Kịch bản thứ tư, ông Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước nhưng để mất chức Bộ trưởng Bộ Công an vào tay ông Phan Đình Trạc và cũng không chiếm được chức trưởng ban tổ chức trung ương cho đàn em Hưng Yên. Đây là kịch bản tệ. Lúc này Tô Lâm không có thế lực đằng sau hỗ trợ thì khó làm nên cơm cháo gì, thậm chí còn khó bảo vệ chính bản thân. Kịch bản cuối cùng, đó là ông Tô Lâm ngồi lại ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Bởi nếu không ngã giá được chức trưởng ban tổ chức trung ương và chức Bộ trưởng Bộ Công an hoặc một trong hai chức này cho phe Hưng Yên, thì tốt nhất là ông Tô Lâm nên chấp nhận ngồi lại ghế bộ trưởng đến hết nhiệm kỳ rồi về vườn. Nếu thế lực hậu thuẫn không đủ mạnh mà vẫn ham hố nhảy vào ghế chủ tịch nước thì có khi là thiệt thân. Bài học của ông Võ Văn Thưởng rất là rõ ràng. Ông Thưởng ngồi chơ vơ trên ghế chủ tịch nước, không có phe cánh và thối chức. Nếu Tô Lâm mà ngồi bơ vơ trên ghế này thì khả năng ông sẽ bay màu như Trần Đại Quang, bởi đối thủ của ông sẽ không dễ dàng để cho ông chỉ bị truất phế. Hoàng, Hùng Binh, Võ Văn Thưởng trỗi dậy, giữa uy lò trường để thiết lập trật tự mới. Thượng tầng náo loạn khi nghe chiếu chỉ, triều đại Tổng Trọng sẽ còn bao lâu? Thưa quý vị, có thể nói rằng Tổng Trọng đang chạy đua với thời gian, đua với sức khỏe để sớm hoàn thành đại nghiệp đốt lò. Tuy nhiên với tình thế hiện nay thì tình thế cũng đã trở nên khó lường. Tới nay hai nhóm lợi ích lớn nhất cả nước mang tên Thành Hồ vẫn chưa thể động tới, dù sai phạm rõ rành rành, thì liệu cú dụng binh vào Nam mang theo mật lệnh có phải là trận đánh cuối cùng? Triều đại của Tổng Trọng sẽ còn bao lâu nữa? Và người học trò ruột giữa uy đến bao giờ để độc lập xây dựng đế chế? Chính trường sẽ diễn biến tiếp theo thế nào, cùng làm rõ ngay sau đây. Sau sự cố ngã bệnh tại Kiên Giang vào năm 2019, sức khỏe của Tổng Trọng bị ảnh hưởng nhẹ. Tuy nhiên với chuyến công du vào hồi tháng 10 năm ngoái của Tổng Trọng sang tận Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình cũng đã cho thấy long thể của lò trưởng vẫn còn rất tốt. Hiện nay có thể nói Tập Cận Bình đã bước qua nhiệm kỳ thứ 3 và không loại trừ ông sẽ làm luôn đến nhiệm kỳ thứ 4. Tuy nhiên với cụ Tổng, cho dù sức khỏe vẫn đang còn đảm bảo nhưng cũng không thể được như vậy, vì hiện nay ông đã bước sang tuổi 79 tuổi. Câu chuyện ông già 80 tuổi lãnh đạo quốc gia không hiếm trong thời đại hiện nay. Ông Tổng thống Mỹ Joe Biden đã 81 tuổi và ông Donald Trump đang vận động tranh cử hiện nay cũng đã 78 tuổi vào năm bầu cử 2016. Tuy nhiên hai Tổng thống Mỹ này tuy nhóm người cao tuổi có sức khỏe rất tốt, vấn đề không phải là tuổi tác mà là sức khỏe, cho nên việc cụ Tổng trái gió trở trời vắng mặt trong các buổi lễ cũng là minh chứng. Theo như giới quan sát nhận định, việc đưa người học trò thứ nhất vào ghế tứ trụ vừa qua và hành động của ông Võ Văn Thưởng những ngày gần đây là đang dựa vào uy Tổng Trọng để từng bước tiến lên nắm quyền kiểm soát. Dựa vào uy cụ Tổng để xây dựng quyền lực riêng trước khi đủ mạnh để đứng độc lập và tiếp tục thực hiện khát vọng đốt lò của người thầy. Từ trước đến nay cũng có chủ tịch nước kết thân với Tổng Bí Thư như ông Trương Tấn Sang khi làm chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016, đã thân tín với Tổng Trọng chống lại những nhóm lợi ích cực đại dưới thời ông Ba X nắm ghế thủ tướng. Cũng là cùng chí hướng, nhưng ông Sang chỉ là liên minh, không phải là lính của ông Tổng như trường hợp của bác Thưởng. Ông Tư Sang trước đây và Võ Văn Thưởng hiện nay khác nhau hoàn toàn về thế và lực. Ông Sang vững hơn, không nhờ người khác che chở mà liên kết với thế lực khác để tạo ra sức mạnh cho mình. Ít ra ông Sang cũng đã nuôi và đề bạt được Trương Hòa Bình lên làm phó thủ tướng thường trực để duy trì đế chế. Còn với riêng tân chủ tịch Thưởng, với nguyện vọng phó ông Tổng thay trời hành đạo, chống mọi lợi ích nhóm nên có thể thấy rằng ông Thưởng không nuôi hay dìu dắt người quen. Khi Tổng Trọng còn làm Tổng Bí Thư thì chính trường sẽ được kiểm soát và bình yên. Vì hiện nay, độ uy tín và uy quyền của người đốt lò vĩ đại rất lớn. Nhưng xét cho cùng thì thời gian, sức khỏe cũng không chừa một ai. Hiện nay cụ Tổng đang thành công trong công cuộc đốt lò, nhưng vẫn còn rất nhiều lợi ích nhóm đã trụ vững chắc qua những trận bão do Tổng Trọng tạo ra vừa qua. Cho dù những động quyền lực này hiện tại không thể bật ngược vì có Tổng Trọng đang cai quản, tuy nhiên nếu cụ Tổng nhường ngôi thì việc những thế lực này trỗi dậy hay không thì chưa ai chắc chắn. Võ Văn Thưởng mới 53 tuổi, hiện nay làm chủ tịch nước. Nếu vượt qua bão để đến năm 2026, nếu vẫn được chọn, ông Thưởng sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ nhì với cương vị là chủ tịch nước. Đến năm 2031, lúc đó ông Võ Văn Thưởng mới có 61 tuổi, còn rất trẻ,
Tuy nhiên giới hạn tối đa của một người ngồi ở tứ trụ chỉ là 2 nhiệm kỳ. Vậy thì ông Võ Văn Thưởng sẽ về đâu? Có khả năng tranh được ghế tổng bí thư hay không? Ông Võ Văn Thưởng mượn uy Tổng Trọng cùng lắm là 3 năm nữa. Sau 3 năm mà không trở thành một người đứng đầu đích thực thì e rằng ông Thưởng khó mà trụ lại chiếc ghế tứ trụ. Bởi sau 3 năm nữa, nhiều người sẽ tranh ghế và không loại trừ ghế chủ tịch. Ông Lê Thanh Hải từng gửi gắm Lê Thanh Hải Hiếu cho Võ Văn Thưởng, nhưng đó là chuyện năm xưa khi mà ông Hải chưa vào tầm ngắm của Tổng Trọng. Và việc Lê Thanh Hải Hiếu vẫn luẩn quẩn tại thành phố Hồ Chí Minh mà chẳng thể nào bung ra khỏi địa phương này cũng là điều dễ hiểu. Còn với Võ Văn Thưởng, khi ra Trung ương nắm chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương và sau đó là thường trực ban bí thư theo thầy học chính nghĩa và được cụ Tổng đặt niềm tin rồi nâng đỡ. Nhiệm kỳ đầu ngồi ghế chủ tịch nước, có thể thấy Võ Văn Thưởng đang mạnh tay đánh chống khua chiêng để tiếp tục công cuộc đốt lò. Việc ông Võ Văn Thưởng kéo Hùng Binh vào Nam kết hợp cùng Nguyễn Văn Nên cũng đã cho thấy ông đang thay thầy thực hiện trận đánh cuối cùng và củng cố quyền lực thực thụ riêng. Nhiều nhà quan sát đã chia sẻ rằng ghế chủ tịch nước vốn là ghế hữu danh vô thực. Tuy nhiên với ông Võ Văn Thưởng tính tới nay thì sẽ khác. Không giống hữu danh vô thực, không ai muốn ngồi vì không có thực quyền chống đỡ. Nhưng với ông Thưởng, đây là chiếc ghế giúp ông củng cố quyền lực, kế thừa đại nghiệp của Tổng Trọng. Ông Võ Văn Thưởng là một phụ tá cho Tổng Trọng, điều đó ai cũng biết. Ông Thưởng ngồi vào ghế chủ tịch nước thì quyền lực cũng chẳng khá hơn ông Phúc trước đây. Nhưng khác là ông Thưởng được cụ Tổng và nhân dân ủng hộ. Trước khi bị phế truất, có giai đoạn ông Bảy Phúc đi công tác bất kỳ nơi đâu cũng bị Phan Đình Trạc kè kè theo sau như là giám sát. Ông Phan Đình Trạc đi theo với danh nghĩa là Phó Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, ông Phúc là trưởng ban. Khi ông Phúc đi viếng cố Thủ tướng Nhật Abe cũng bị tước bỏ quyền được sử dụng máy bay công vụ. Nói chung, ông Phúc không có khả năng tự vệ. Có lẽ trường hợp ông Võ Văn Thưởng khác với ông Nguyễn Xuân Phúc, bởi ông Thưởng không có nhiều nhóm lợi ích để mắt quá lớn như ông Phúc, mà ngược lại, ông Thưởng lại có người đỡ đầu quá mạnh. Chính vì thế, ông Thưởng hoàn toàn có thể dùng cách cáo mượn oai hùng để thị uy, và chỉ có như thế thì sau khi Tổng Trọng nhường ngôi, ông Võ Văn Thưởng mới độc lập đứng đầu một trụ. Sau 10 ngày ngồi lên ghế nóng, ông Võ Văn Thưởng liền cho xuất quân tiến vào Sài Gòn, mang theo mệnh lệnh của Tổng Trọng để kết hợp cùng Nguyễn Văn Nên hạ bệ đế chế vùng Nam, khẳng định quyền lực. Với danh nghĩa là dự và chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, đi theo ông Thưởng toàn là những tài to mặt lớn như ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Phạm Hoài Nam, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Trần Việt Khoa, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Như vậy là tháp tùng ông Võ Văn Thưởng có cả bên Quốc phòng và Quốc hội. Tiếp đón ông Võ Văn Thưởng thì cũng phải hùng hậu tương xứng. Bên phía quân khu 7 có ông Nguyễn Trường Thắng, Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 7. Phía chính quyền thành phố Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Khác với người tiềm nhiệm đi đâu cũng bị giám sát thì lần này ông Võ Văn Thưởng kéo Hùng Binh vào Nam cho thấy ông Thưởng đang mạnh tay muốn phanh phui ông chúa Thành Hồ từng làm sếp ông một thời. Với cái uy là người được Tổng Trọng dọn đường nên ông Thưởng ngoài củng cố được quyền lực thì việc khác ông Thưởng cần phải nhổ bỏ cái gai bấy lâu ở vùng Nam cho Tổng Trọng. Với chuyến kéo Hùng Binh vào Nam lần này kết hợp với Nguyễn Văn Nên và ông Nên là cánh tay nối dài của ông Trọng ở Thành Hồ thì quá rõ ràng, cho nên có thể nói rằng Võ Văn Thưởng không muốn nhận chức hữu danh vô thực, muốn tiến bước vững chắc trên đường chính trị và đối đầu sòng phẳng với ông Thủ thì có lẽ lập chiến công đầu, và chiến công này không đâu khác đó là bới tung mọi chân tướng sai phạm của ông chúa Thành Hồ. Đây có thể nói là vụ án tâm đắc nhất của Tổng Trọng. Hơn nữa, nếu muốn phơi bày sự thật, đưa ông chúa lãnh này vào khám, thì người có thể phá đại án này chỉ có một mình ông Thưởng. Vì ông Thưởng là người miền Nam, nơi đây cũng là nơi ông lập nghiệp rồi tiến thân, nên đường đi nước bước ông nắm rất rõ. Và có thể nói rằng, nếu muốn bảo vệ vững chắc triều đại Tổng Trọng và đế chế mới của riêng mình, thì chỉ có thể phá tan động chính trị phía Nam để lập công, hoàn thành đại nghiệp của người đốt lò vĩ đại. Toang, Chu Lập Cơ bồi thêm cú đúp nhanh chóng muốn làm hòn vọng thê, cái kết nào thích đáng cho Trương Mỹ Lan, di sản bà Trùm để lại sẽ về tay ai? Bà Lan hiện đang là tâm bão dư luận, mới đây nhất bà đã nhận được phán quyết quá đau đớn cho một đời làm mưa làm gió của mình. Bà nhận được kiến nghị mức án cách ly khỏi xã hội mãi mãi. Vậy rốt cuộc, tương lai của bà Lan sẽ ra sao? Khối tài sản cũng như những dự án dang dở sẽ rơi vào tay ai? Ngoài những sai phạm thì bà cũng có đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Những yếu tố này có thể làm án của bà nhẹ hơn không? Sau đây là nội dung hôm nay.
Tháng 1 năm 2014, nguyên phó giám đốc công an Hải Phòng Dương Tự Trọng bị tuyên án 16 năm nằm nhà đá trong vụ án tổ chức cho ông anh trai Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng hàng hải Việt Nam trốn ra nước ngoài. Dương Chí Dũng là ai, có vai trò gì trong đại án Vinalize? Nhưng một điều thú vị là khi làm chứng trong phiên tòa đó, Dương Chí Dũng khai vào năm 2010, ông ta cùng bà Trương Mỹ Lan đã biếu cho Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thúy Ngọ 1 triệu đô la để giành lấy dự án ở Cảng Sài Gòn. Cảng Sài Gòn sau đó bác bỏ lời khai này, ông Phạm Quý Ngọ cũng qua đời một tháng sau đó. Dĩ nhiên, lời khai của Dương Chí Dũng là chưa được kiểm chứng và ông Phạm Quý Ngọ cũng được công bố qua đời vì ung thư gan. Nhắc lại câu chuyện này để thấy rằng, trong khi dư luận những ngày qua xôn xao vì vụ án Vạn Thịnh Pháp, cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, công lý sắp được thực thi, thì thực chất tập đoàn tài phiệt này là thế lực tội phạm này đã ăn sâu bám rễ vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội từ rất lâu rồi. Không ít người nghi ngờ bản chất của nó đã mở ám ngay từ khi thành lập vào năm 1991 vào trong web của Vạn Thịnh Pháp để xem họ tự nói gì về lịch sử của mình. Thật bất ngờ là mặc dù trước khi sụp đổ, nó là một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam, nhưng phần giới thiệu hầu như không có gì. Tuy nhiên có một dòng đáng chú ý là các cổ đông của tập đoàn vẫn giữ nguyên từ khi thành lập cho đến nay. Và điều đáng chú ý thứ hai là gương mặt duy nhất được đưa lên website là Tổng Giám đốc Trương Huệ Vân, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan, người vừa bị cáo buộc là đồng phạm của Trương Mỹ Lan trong vụ tham ô lớn nhất trong lịch sử. Phần của Trương Huệ Vân được cho là lên tới 1.088 tỷ đồng và cô cũng là người duy nhất trong gia tộc họ Trương từng lộ diện hoành tráng trên mặt báo nhờ đám cưới với một ca sĩ nổi tiếng. Còn lại gia tộc này rất kín tiếng, hầu như không giao tiếp với truyền thông, trái ngược với những gia tộc giàu có danh giá khác ở Việt Nam như là nhà Lý Quý, nhà Nguyễn Lân hay nhà Jonathan. Nhưng giờ đây, khi những quân cờ domino bắt đầu sụp đổ, bức màn bí ẩn về gia tộc đã nắm giữ thao túng một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam đã dần hé lộ. Trương Mỹ Lan tên khác là Trương Muội, sinh năm 1956 ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có nghĩ rằng bà ta sinh ra đã ngậm thìa vàng? Có vẻ như là không. Một số thông tin cho rằng Trương Mỹ Lan vốn chỉ là tiểu thương buôn bán vải ở chợ An Đông. Theo một tờ báo Hồng Kông, năm 16 tuổi, Trương Mỹ Lan gặp chồng tương lai, ông Chu Lập Cơ, khi ông đang buôn cải thóc. Nếu đúng thì họ kết hôn và bắt đầu hợp tác kinh doanh vào những năm 70 hay 80. Tiếp theo là công ty Vạn Thịnh Phát được thành lập vào năm 1991. Một năm sau đó, doanh nghiệp này đã chuyển đổi loại hình kinh doanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn rồi lấn sân sang bất động sản. Năm 2012, nó trở thành công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng. Danh sách cổ đông sáng lập gồm bà Trương Mỹ Lan góp 4.800 tỷ đồng, chiếm 80% vốn điều lệ. Nhưng năm 2019, tập đoàn này đã thay đổi đăng ký kinh doanh, nâng vốn điều lệ lên đến 13.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu. Nhiều thành viên khác trong gia đình bà Trương Mỹ Lan cũng thâu tóm cổ phần trong lần tăng vốn này. Vậy là từ khởi đầu khiêm tốn, Vạn Thịnh Phát bằng một cách kỳ diệu nào đó đã trở thành một tập đoàn khổng lồ. Từ đất đai Thủ Thiêm đến đất vàng trong trung tâm thành phố, Vạn Thịnh Phát sở hữu vô số siêu dự án, trong đó có vụ bỏ ra hơn 700 tỷ đồng mua lại căn biệt thự cổ từ thời Pháp ở ngay trung tâm quận 3, hay dự án Sài Gòn Peninsula trị giá 6 tỷ đô la thuộc phường Phú Nhuận, quận 7. Nhưng điều kỳ lạ là các siêu dự án này đến giờ vẫn nằm đắp chiếu. Vì sao nó bất thường? Bạn phải biết rằng loại bất động sản ở trung tâm có đặc điểm là giá trị rất lớn và số lượng hạn chế, nhiều khi có tiền cũng không mua được, nhưng khi mua bán thì ăn chênh lệch lại không được nhiều. Nếu Vạn Thịnh Phát vay tiền ngân hàng để mua bất động sản trung tâm chỉ để thu tiền cho thuê hoặc chắc chơi hơn là để trụ bền, thì khả năng cao là sẽ lỗ và phải trả lãi ngân hàng. Thế thì tại sao họ lại làm như vậy? Giờ thì dân chúng cũng đã lờ mờ đoán ra được vì sao. Vạn Thịnh Phát đã biến tướng trở thành một hệ sinh thái hơn 1.000 công ty, không chỉ hoạt động tài chính, kinh doanh công khai mà còn cả một loạt các công ty ma và công ty bình phong ở các thiên đường thuế nước ngoài, rất thích hợp để rửa tiền và trốn thuế. Cho nên, chẳng có gì là lạ nếu như gia tộc Trương Mỹ Lan dính líu vào hồ sơ Panama. Nếu bạn chưa biết nó là gì, thì hồ sơ Panama là vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới, tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực chuyển tiền ra nước ngoài từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12 năm 2015. Công ty luật này có trụ sở ở Panama đã giúp giới tài phiệt lập ra hàng trăm nghìn công ty hải ngoại ở các thiên đường thuế như quần đảo Virgin thuộc Anh, Cayman, Bahamas, Bermuda. Điều đáng nói là một số nhân vật trong hồ sơ Panama có tên giống với tên lãnh đạo của tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Trương Mỹ Lan hay Chu Lập Cơ. Cả hai cái tên này đều là người thụ hưởng của một công ty có địa chỉ đăng ký ở quần đảo Virgin thuộc Anh và có liên quan đến Banty Check Limited. Năm 2013, một Way Limited đã đóng góp gần 97 tỷ đồng vào công ty cổ phần An Phú. An Phú lại trở thành cổ đông của ngân hàng SCB. Từ năm 2012, công ty này đã đầu tư gần 397 tỷ đồng vào ngân hàng này.
Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của An Phú, công ty đã chuyển nhượng hơn 39,6 triệu cổ phần trị giá gần 400 tỷ đồng này tại SCB. Nghe hơi rắc rối, nhưng mà tóm lại, tất cả những sự lòng vòng quanh co này góp phần củng cố cáo buộc của cơ quan điều tra về những hoạt động mờ ám đã diễn ra tinh vi, bài bản có hệ thống trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Pháp, đặc biệt là đối với cáo buộc Vạn Thịnh Pháp, cụ thể là Trương Mỹ Lan sở hữu 91,5% cổ phần của ngân hàng SCB, dù ngân hàng khẳng định Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Bởi vì không nắm giữ chức vụ nhưng Trương Mỹ Lan vẫn có thể là cổ đông lớn của SCB, bà ta hoàn toàn có thể nắm quyền kiểm soát SCB thông qua cổ phần chính thức hoặc qua các công ty khác, dẫn lên quy định của ngân hàng nhà nước là một cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% cổ phần của một ngân hàng.